thân chào các bạn và các cô chú đã quay lại với channel của mình nha các bạn. Mình là Thuận Nguyễn, kênh An Giang ngày nay. Hôm nay có dịp về Mỹ Đức để mà ghi hình cho quý cô chú và anh chị những cái cây mai tàn chơi Tết và bông rất là đẹp nha. Mời quý cô chú cùng giao lưu với anh Sang Mỹ Đức nha. Rồi chào Sang ơi. Dạ em chào anh Thuận ơi. Hôm nay nghe Sang thông báo là có những cái cây mai tàn đẹp chơi Tết cho bà con đó. Dạ. Nhờ Sang chào quý bà con và giới thiệu luôn nha. Dạ con Sang chào bà con. Hôm nay con có mười mấy cây mai tàn. Dạ. Có cây tàn lớn này. Rồi. Chỉ mấy mai tàn mini cho bà con mình chơi Tết. Chơi Tết ha. Dạ. Rồi. Đầu tiên con giới thiệu bà con là cây số 1 mai tàn lớn. Cây số 1 ha. Dạ. Mai tàn lớn. Rồi dạ. Bây giờ mình giới thiệu, mình ghi tổng thể cho bà con xem cái cây mai tàn lớn của anh Sang ở Mỹ Đức nha bà con. Đây, đây tổng thể nha bà con cô bác. Rất là đẹp cây luôn nha, đều. Đó. Nó hơi cái nắng nó hơi ngược sáng, rồi bà con thông cảm nha. Đây mình cố gắng mình ghi hình tổng thể cái cây. Cây rất lớn nha bà con. Đó, Sang lắc lắc cái tàn cho bà con ta hình dung cái tàn đó nè. Tàn rất đều bà con. Đó, cái tàn rất là đều mà rất là đẹp luôn nha bà con. Đây này có dáng là song thụ nha bà con. Song thụ ha. Dạ. Hai cây nó đụng nhau song thủ bà con. Rồi bây giờ Sang giới thiệu chi tiết cái cây cho bà dạ. con ta đây. Tham khảo nè. Dạ. Đây chi cành nè bà con ơi. Chi cành rất là đều luôn nè bà con. Đó, đều rang luôn nè. Gốc đều. Đây cái bộ đế thân bên dưới nè bà dạ. con hình dung nè. Dính nhau luôn bà con ơi. Đây, rất là đẹp luôn ha. Đây là bông rất đẹp nè bà con. Đây cái bộ đế đây dưới nè bà con ơi. Này mới lấy về luôn nha bà con. Mới lấy về luôn á, chưa kịp đặt lá. Bây giờ là mình ghi chi tiết bên trên cho bà con coi nè, chi cành đó nè. Rất là chắc chắn lực lưỡng luôn nha bà con. Rồi mình qua đây mình ghi hình cái mặt bên này cho bà con coi. Đó, rất là đẹp luôn cây, rất là đều cây nha bà con. Mới đem về tới mình chưa kịp đặt lá nha bà con. Chưa kịp đặt lá ha. Bây giờ nữa bà con về bà con lặt lá xuống lá là chơi Tết luôn đó bà con ơi. Đây cái tàn ở trên nè, mình ghi tổng thể ra cho bà con coi nè. Đó, rất là tùm luôn bà con ơi. Bà con nào mà thích hợp cây này con lật lá luôn. Giao lá luôn ha. Luôn. Rồi. Để đây chi cành rất là chi tiết, rất là đẹp luôn bà con ơi. Dạ, rồi Sang, Sang vô, đó. Sang lấy thông số cho bà con hình dung cái cây của mình Sang ơi. Dạ, đó cây này. Đây coi cái cốt bên này nhiêu. Dạ 31. Đây 31 nha bà con chú dạ. bác. Rồi đó cốt bên kia luôn Sang ơi. 30 ha, bên dạ. kia 30 bà con dạ. ơi. Ừ. Rồi đo đo cái tổng cái cũ bà con hình dung luôn Sang ơi. Đây có dán song thụ nha bà song con. Song thụ ha. Dạ. 56 bà con ơi. 56. Dạ. Rồi, đó nó tổng 56 nha bà con. 56. Rồi đo cái thốc thốc thân lên cho bà con coi coi. Thốc thân từ dưới này nè. Dưới mặt bầu lên trên cái đó chi chi đầu tiên đó. 37 bà con. 37 ha. Dạ. Rồi. Còn cái tay kìa. Đó, đo nhiều vị trí cho bà con hình dung nha. 31 31 luôn bà con ơi. Dạ. Rất mong bà con ủng hộ con. Rồi. Vừa qua bà con ủng hộ con mấy lúc trước. Rất là cảm ơn bà con ha. Dạ. Rồi bây giờ đo chiều cao với lại tàn cho bà con hình dung nè. Đây chiều cao. Rồi rồi rồi. Rồi chiều cao nhiêu báo luôn nha. 3,5 m đi. 3,5 m bà con chú bác ơi. Dạ. Ừ. Trên 3,5 m. Đó, bây giờ mình ghi tổng thể cho bà con cái tàn đó nè. Sang lắc lắc nhẹ nhẹ Sang ơi. Đó. Bông đủ rất nhiều bà con. Ừ, rất là đẹp cây luôn bà con chú bác ơi. 8 tới 10 cánh nha bà con. Rồi, thông báo cái cánh bông dạ. là 8 tới 10 cánh ha. Dạ. Đó, bao dạ, cho bà con luôn. Rất đẹp nha, bông chùm nha. Bông chùm chùm như đó. Rồi cái tàn luôn nhiêu? Rồi 3 m. Cái tàn 3 m luôn bà con chú bác ơi. Ừ. Rất, ngang 3 m nha bà con. Ngang 3 m đó, rất là đều cây luôn bà con chú dạ. bác ơi. Chi cốt rất là đều, có dáng song thụ luôn. Rồi. À, về bông nụ đồ bà con khỏi lo nha. Đây là rất là nhiều bông nụ luôn. Đó, mình lấy chi tiết cho bà con coi. Đó. Bông là bao từ 8 tới 10 cánh nha bà con. Bông rất đẹp. Ừ, bông rất đẹp, nụ thì đều tại hết. Chi cốt rất đều, đi lên giót luôn. Đó, cho bà con hình dung cái cây nè. Chơi Tết luôn nha bà con chú bác ơi. Đó, thì bây giờ Sang thông báo cái giá giao lưu với bà con cái cây mai lớn của mình nè. Dạ.
Dạ, cái mai lớn này có giá là 18 triệu nha bà con. 18 triệu ha. Dạ. Rồi ship sao sang ơi? Dạ, bao ship 200 km. Rồi, bao ship. Xa nữa thì mình thương lượng bà con ơi. Rồi, rồi, dạ. Ship 200 km bà con ơi. Cây số 1 nha. Chắc mong bà con ủng hộ con. Đó, quý bà con nếu mà trong khi xem video đó có ưng cái cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc với Sang Mỹ Đức nha. Dạ. Qua cái số điện thoại Sang cung cấp nè. Dạ, số điện thoại của con là 0332 882210. Rồi. Là Zalo luôn bà Zalo con. Luôn ha. Dạ, rất mong bà con thương tình ủng hộ con nha. Rồi, mình có để cái số điện thoại của Sang ở góc trái màn hình đó. Quý bà con cứ liên lạc để mà tìm hiểu cái thông tin nha. Cây đẹp lắm bà con ơi. Đây, một lần nữa tổng thể cho bà con coi cái cây mai tàn rất là đẹp luôn. Điều do hết trơn, không lép chỗ nào chứ nghe bà con. Rồi Sang giới thiệu cây tiếp theo cho bà con Zalo Sang ơi. Dạ, cây tiếp theo là cây tàn mini nha bà con. Đây, mai tàn dạ. Mini bà mà con chú bác ơi. Bứng vô còn bứt lá xuống lá luôn bà con ơi. Tại lúc này xuống lá là ngay Tết rồi. Rồi, quay vòng cho bà con hình dung Sang. Mai này cũng có bông đẹp luôn, 10 bông. Cánh tới 12 cánh. Rồi bao Sang bông luôn nha bà con. Sang giới thiệu cho bà con chi tiết đi để bà con biết hình dung chơi ha. Mai bông nụ rất nhiều nha bà con. Này là ngay Tết rồi. Rồi, bây giờ mình chi tiết vô nghe bà con chú bác. Đó. Đây chi cạnh nó trên xuống dưới nè nha bà rất con. Là đều. Đó, nút là đều tay hết. Dạ. Đó, bà con khỏi lo về vấn đề bông với lại nút nè. Đây cái bộ đế bên dưới nè bà con ơi. Đó. Đế đẹp không bà con. Đây. Dạ. Đó, mini nha bà con. Này cũng là có cái dáng thú nha. Dạ. Con cảm ơn vừa qua cái clip vừa qua bà con cũng ủng hộ con. Rồi, rất cảm ơn ha. Một cái clip mới. Rồi. Rất mong bà con ủng hộ con clip tiếp theo này. Rồi Sang ngừng ở đó đi để mình ghi hình một số cái chi cành với nút cho bà con coi nè. Đó, nút đều hết trơn nha bà con chú bác. Bông đẹp nha bà con. Yên tâm bông nha bà con. Rồi Sang lấy thông số cho bà con hình dung cây Sang ơi. Đợt này là gì? Dạ 18 bà con ơi. Rồi, ở đây 18 nha bà con chú bác. Rồi. Dạ. Chiều cao đi. Rồi đó chiều cao đi cho bà con hình dung cái cây của mình nè. Chiều cao là 119. 119 ha. Dạ. 119 bà con chú bác ơi. Rồi đo tàn ngang luôn Sang ơi. 88 bà con ơi. 88 ha. Dạ. Tàn ngang 88. Mai bông nụ rất nhiều nha bà con. Đây tổng thể là cho bà con lần nữa xem nè. Em xịt nước lên chậu luôn đẹp luôn bà con ơi. Tết có bông luôn. Rồi báo giá cây số 2 luôn Sang ơi. Cây này có giá 2 triệu bà con ơi. 2 triệu ha. Dạ, con bao phí ship bà con luôn. Rồi. 200 km. Ship 200 km bà con chú bác ơi. Thương tình ủng hộ con. Rồi. Rất cảm ơn bà con ủng hộ Sang trong cái những cái clip vừa qua ha. Dạ. Rồi Sang giới thiệu cây tiếp theo cho bà con Sang ơi. Dạ, cái tiếp theo là cây mai tàn luôn bà con. Cây ơi. Mai tàn số 3 ha. Rồi. Mai này tàn rất là đều bà con. Đây. Cao cây nãy á. Sang quay một vòng cho bà con hình dung đi. Rồi. Đây cái dáng của em nó đây bà con chú bác ơi. Đó, cây mai tàn chơi Tết luôn nha. Bông thì cũng y rang vậy luôn Sang ha. Y rang vậy luôn á. Rồi, bông cũng lấy nguyên cái lô này mà nhà vườn người ta báo là 10 cánh, 12 cánh nha bà con. Đó, bao bông luôn nha bà con chú bác. Bao bông. Đây tổng thể cho bà con coi chi cành nè. Chi cành đều, cành đào luôn. Đây phần phần chi trên. Đây ở bên dưới cái bộ đế đây bà con ơi cũng rất là gọn đẹp ha. Dạ đế cái khéo mà bà con ơi. Chờ cho tàn được chưa đế được luôn. Cho bà con coi nè. Đây lên trên nè, Sang gần đó đi mình đi ghi một những cái nút bông của nó dạ, cho bà con xem nè. Đẹp. Đó, về bông biết rồi là bà con khỏi lo nha. Rồi để im đi, để yên vị trí đó đi, mình ghi cho bà con xem những cái nút bông nè. Đó, để bà con hình dung nè, đó, cái cây rất đẹp luôn. Chơi vừa đúng Tết này luôn nha bà con. Rồi lấy thông số Sang ơi, cho bà con hình dung cái cây của mình nha. Rồi vị trí đó như dạ, Sang ơi. Vị trí này 19 luôn bà con ơi. 19 ha. Số đẹp luôn, 19 rồi, 19, luôn. Rồi. Dạ. Có chiều cao luôn. Chiều cao cho bà con hình dung nè. Thước bà con ơi. Rồi 1,5 m nha bà con chú bác. Rồi tàn ngang đi. Anh Phúc phụ đo tàn ngang Phúc ơi. Đó. Rồi nhiêu báo luôn. Mấy? 44. Mét tư phải không? Dạ. Rồi mét tư đi bà con ơi. Dạ. Rồi, quay nhẹ một vòng nữa đi Sang ơi. Đó, cái cây mai tàn chơi Tết. Đẹp. Bao bông luôn nha bà con chú bao bác. Bao bông luôn. Rất mong bà con thương tình ủng hộ con. Rồi, báo giá cây số 3 luôn Sang ơi. À, cây số 3 cũng 2 triệu luôn bà con. 2 triệu luôn ha. Dạ. Rồi ship 200 km cho ship bà con luôn. 200 km luôn. Rất là tuyệt luôn bà con ơi, nhanh tay liên lạc với Sang nha. Dạ, 2 triệu luôn. Cây mai nguyên thủy luôn, bông đẹp luôn. Rồi mời Sang giới thiệu cây tiếp theo cho bà con Sang ơi. Cây tiếp theo cây số 4 luôn bà con ơi. Đây, cây số 4. Mai tàn luôn. Rồi, Sang vừa quay vừa giới thiệu cho bà con Sang ơi. Mai tàn đẹp luôn. Đây, cho bà con xem chi tiết chi cạnh nha bà con. Có cụ đế gắt quái nha bà con.
Đây củ đế mình ghi xuống cho bà con xem, nó chi cành nha bà con. Đây bà con chú bác xem cái đế của nó nè, cũng rất là gọn nha. Đó, hình cái dáng thú, con thú nằm. Đó, ngóc cái đầu luôn nha bà con. Rồi sang giới thiệu cho bông biết đâu là cũng y vậy ha. Dạ bông vậy luôn á. Bao bông luôn ha. Cái lô này là nguyên một cái vườn luôn mà. Rồi chậm chậm đi, chậm chậm đi, mình cũng ghi những cái nút cho bà con xem. Đây nút đều hết nha bà con. Đó. Rồi sang lấy thông số đi sang cho bà con hình dung cái cây ha. Đó, đợt này sang về những cái cây đẹp cho bà con nha. Chơi Tết mini. Cây này 17 bà con ơi. 17 ha. Dạ. Rồi vị trí đó 17 bà con ơi. Rồi đó cái đế hào hào cái đế cho bà con coi, phủ cái đế cho bà con hình dung nè. Thú vậy bà con, làm bài ra nè. Được cái đế đẹp. Rồi, 37 bà con ơi. 37 ha. Dạ. Rồi đó chiều cao luôn. Chiều cao hết dây thước luôn đó bà con. Đây chiều cao cho bà con hình dung đây, 1,5 m. Rồi chiều ngang luôn. Rồi nhiêu? 88 bà con. 88 ha. Dạ. Rồi đây, đó cho bà con hình dung lại cái cây nè, quay vòng nữa đi sao ơi. Rồi thông báo cái giá luôn. Giá cũng 2 triệu luôn bà con. 2 triệu đều luôn nha bà con. Ship 200 km luôn ha. 200 km luôn. Rồi rất là tiện. Này lên giá giảm giá cho bà con luôn. Đó. Chứ cũng cảm ơn bà con vừa qua ủng hộ con mấy clip trước nha bà con. Giao lưu ha. Dạ. Đó thì trong quá trình xem video đó, bà con chú bác ưng cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc với Sang. Mình đã có để cái số điện thoại bên góc trái màn hình đó cho bà con dễ dàng giao lưu ha. Rồi Sang giới thiệu tiếp cái cây số 5 hả Sang? Dạ, số 5 cho bà con nè. Dạ. Đây cây này cũng rất là đẹp bà con chú bác ơi. Rất đẹp, rất đều bà con. Đó, cái tàn cũng rất đều nha, quay vòng nhẹ nhẹ đi Sang ơi. Bông nụ ok nha bà con. Rồi Sang giới thiệu đi, đây nè. Rồi. Rất đẹp, bông bự không. Sang ngừng lại đi, mình ghi một số cái nút cho bà con coi nè. Nó nút là đều rang luôn bà con ơi. Khỏi lo về nút với bông nha bà con. Đây bên dưới nè bà con ơi, chi cành. Đó, rất là đều tay luôn. Rất là bự nha bà con. Đây bộ đế dưới cho bà con coi. Đây, bộ đế này cũng đế rất là bự. Ồ, bộ đế này rất gọn mà đẹp nha bà con. Rồi lấy thông số luôn Sang ơi. Đây vị trí này nhiêu bà con ơi. Rồi vị trí này 20 nha bà con chú bác. Rồi 20. Rồi đo cao, chiều cao luôn. Luôn. Rồi thả thước cao cho bà con. Bà con đó cho bà con hình dung đi. Đó hết dây thước luôn ha. Rồi chiều ngang cũng chắc cũng khoảng 8-9 tấc gì đó. Rồi hao cho bà con hình dung nè. 88 luôn bà 8 con. Ha. Dạ. 88 rồi. Đây mình sang ngưng một chỗ đi, mình ghi một số cái nút lại nữa nè, quá. Nụ nó rất là to bà con. Nút quá nhiều rồi bà con ơi. 10 cánh. Rồi sang báo giá cây này luôn sao? 2 triệu luôn bà con ơi. Rồi, 2 dạ. triệu đều ha. 2 triệu đều hết. Rồi, ship 200 km luôn. Ship 200 km luôn. Rồi, đó thì bà con cứ mạnh dạn liên lạc với Sang nha. Mình thấy đợt này về Sang về rất đều cây và bông rất là nút rất đều ha bà con. Để chơi Tết giao lưu đó bà con ơi. Rồi mời Sang giới thiệu cây tiếp theo cho bà con chú bác Sang ơi. Rồi cây số 6 luôn bà con ơi. Cây số 6 luôn, rồi, Sang hình thú luôn, đẹp luôn. Rồi, Sang quay một vòng đi Sang ơi. Cho bà con xem cái dáng đó nè. Nó cũng rất là đều cây đó, tàn thông luôn nha bà con. Bông nụ rất nhiều, mai 10 cánh, 12 cánh luôn nha bà con. Rồi bao bông luôn Sang ơi. Dạ, rất mong bà con thương tình ủng hộ con. Đây bộ đế dưới đây bà con ơi, rất là đẹp luôn. Quái này nha bà con. Rất đẹp luôn. Đó, quay đi Sang ơi, quay vòng đi. Đó cho bà con coi cái đế nè. Rồi ngừng nó đi, mình ghi cái nút cho bà con coi. Đó, nút rất là đều luôn nha bà con chú bác ơi. Chi tiết là rất là nhiều nút luôn. Rồi Sang lấy thông số cho bà con hình dung luôn. Về rất là đều cây bà con ơi. Cây này 16 bà con ơi. 16 ha. Dạ, đó, cây này 16. Nó hơi nhỏ cây mà có cái đế là nó đế đẹp. Đẹp nha bà con. Rồi giờ lấy chiều cao với tàn ngang luôn cho bà con hình dung luôn. Cây chiều cao thả thước. Rồi đó đều cây. Thả thước bà con ơi. Rồi bề ngang. Rồi ngang nhiêu báo luôn Sang ơi. 88 luôn bà 88 con. Ha. Ồ rất đều luôn bà con ơi. Bà con ơi. Đó đợt này Sang về những cây mai tàn chơi Tết mini cho bà con ở trong dịp Tết này luôn. Giao luôn. Cây hàng độc bà con chơi Tết rồi. Rồi báo giá luôn Sang ơi. Cũng 2 triệu luôn bà con. 2 triệu luôn, đều luôn bà con ơi. Lô 2 triệu luôn. Ship 200 km luôn ha. Dạ. Đó bà con xem video thì cứ mạnh dạn liên lạc với Sang nha bà con. Rồi mời Sang giới thiệu cây tiếp theo cho bà con Sang ơi. Dạ, cây tiếp theo là cây số 7 bà con ơi. Cây số 7 này. Rồi rất đều. Cũng lớn luôn. Rồi quay vòng đi Sang ơi. Giá hữu nghị cho bà con luôn nha bà con. Giao lưu ha, giao lưu cho bà con hữu nghị luôn. Dịp Tết đó bà con ơi.
cây nó nhỏ hơn chút mà đế nó đẹp, cây nó lớn chút mà đế nó cũng được được nè bà con. Đây bộ đế đây bà con ơi. Rồi quay đi, quay đi sang ơi. Đó, bộ đế cho bà con hình dung cái đế đó nè. Đó, cũng rất là gọn mà đẹp nha bà con. Đó, chi cạnh bên trên nè, nó rất là đều. Đó, nút rất đều luôn. Đó, sang gần nó đi mình ghi nút cho bà con coi nè. Bà con ủng hộ con tên Sang. Sang Mỹ Đức nha bà con. Sang Mỹ Đức. Số điện thoại con là 0332 882210. Rồi. Cũng là số Zalo luôn. Bà con liên lạc ha. Rồi, Sang lấy thông số đi Sang ơi. 19 luôn bà con ơi. 19 nha bà con ơi, chú bác ơi. Rồi 19. Rồi kéo kéo hao hao cho bà con cái chiều cao luôn. Rồi 1,5 m luôn bà con ơi. Rồi ngang nhiêu luôn cho bà con dễ hình dung. Đều cây lắm bà con ơi. 93 bà con ơi. 93 ha. Đó, rất là đều luôn. Rồi. Đây quay một vòng rồi báo giá cho bà con luôn sang ơi. Không nụ gấp nhiều luôn nha bà con, về mình chơi Tết được rồi đó. Rồi giá nhiêu báo luôn. Dạ cũng 2 triệu luôn bà con. 2 ơi. Triệu luôn. Dạ. Ship 200 km luôn ha. 200 km luôn. Rồi, rất là tuyệt luôn. Trong quá trình xem video bà con chú bác ưng cây nào thì cứ liên lạc với Sang nha bà con chú bác. Đó, mình để cái số điện thoại bên góc trái của màn hình đó, bà con cứ mạnh dạn liên lạc nha. Rồi Sang giới thiệu cây tiếp theo luôn cho bà con Sang ơi. Rồi, cây số 8 luôn bà con ơi. Rồi, cây số 8 đây, để Sang quay vòng đi Sang ơi. Ừ. Quay vòng đi. Đây bộ đế đây bà con ơi. Đây có củ đế bự lắm mà bà con. Đây củ đế đây. Ờ, Sang quay đi Sang ơi, Sang quay vòng cho bà con hình dung nè. Đó, củ đế cũng rất là tuyệt ha. Dạ. Đây chi cạnh bên trên đây bà con ơi, rất là đều tay luôn. Đó. Bông đều luôn nha bà con. Đó, bông là đều luôn, bao bông luôn nha bà con chú bác ơi. Đây bà con chú bác xem video, trong quá trình xem thì ưng cây nào thì cứ mạnh dạn liên lạc với Sang nha bà con chú bác. Rồi lấy thông số cho bà con hình dung luôn Sang ơi. Rồi 16 bà con ơi. Rồi 16 ha. Dạ. Rồi rất là đều cây luôn bà con ơi. Rồi cái củ 37 nha bà con. Củ 37 ha. Củ này rất quái. Rồi. Rồi thả thước luôn cho bà con hình dung luôn. Đó, đều cây. Chắc khoảng 1,5 m đó ha. 1,5 m luôn bà con ơi. Rồi, kéo tàn ngang luôn. Kéo tàn cho bà con hình dung luôn. Nó đợt này về một lô này nó tương đồng nha bà con. 88 luôn. Đó, đều đều với nhau 88 luôn. Dạ, đều nhau bà con ơi. Đây chi cạnh bên trên đây rất là đều đều tay luôn bà con ơi. Bông nụ rất là bự nha bà con. Rồi bây giờ Sang báo giá luôn Sang ơi. Dạ, có giá 2 triệu luôn bà 2 con. 2 triệu ơi. Đều luôn bà con ơi. Dạ. Ship 200 km luôn ha. 200 km cho bà con luôn. Rất là tuyệt, đợt này về đề cây rất là đều cây luôn, đồng giá luôn nha bà con. Rồi Sang giới thiệu cái cây tiếp theo cho bà con hình dung Sang ơi. Rồi cái tiếp theo cũng là cây số 9 này. Đây cây số 9 này mai tàn luôn bà con chú bác ơi. Đây quay vòng đi. Đế rất là quái nữa nè. Đây. Đây thân chi cành bên trên nha bà con chú bác. Rồi quay đi, vừa quay vừa giới thiệu cho bà con đi. Đây chi cành. Rồi cái đế đây bà con ơi. Đế rất đẹp, đế hình thú luôn. Đuôi giò đầy đủ hết nha bà con đây nè. Đó, rất là đẹp luôn cái bộ đế luôn bà con ơi. Rồi quay quay nữa đi nha bà con. Rồi quay qua vòng đi. Đó, rất là đẹp. Rất đều luôn nha bà con. Rồi gần nữa đi, mình ghi cái nút mấy cái nút chi cành trên nè cho bà con hình dung nè. Đó, nút khỏi lo nha bà con ơi, đều rang luôn. Rồi lấy thông số luôn Sang ơi. Đợt này về đô rất đều cây. 16 bà con ơi. Rồi vị trí đó 16 ha. Rồi. Củ thú này kìa. Rồi đo cái củ cho bà con hình dung luôn. Cái thú này nằm khéo quá bà con. 45 bà con ơi. 45 ha. Dạ. Rồi 45. Rồi chiều cao luôn, chiều cao chắc mình nghĩ cũng tương đồng đó bà con ơi. Hết thước đó. 1,5 m nha bà con. Dạ. Rồi hao hao cái tầng ngang luôn. Đó, cho bà con hình dung cái cây nó đều rất là đều cây nha bà con chú bác. Rồi nhiều báo luôn. 77 luôn bà 77 con. 77 ha. Dạ. Đó, rất đều cây luôn bà con chú bác ơi. Đó, cây này khéo cây lắm nha bà con. Đây, rồi thông báo giá luôn Sang ơi. Dạ 2 triệu luôn. 2 triệu luôn bà con chú bác ơi. Chắc mong bà con ủng hộ con. Đó, ship 200 km luôn. Dạ. Rồi Sang cũng rất là cảm ơn quý bà con đã ủng hộ Sang trong những cái clip vừa qua ha. Dạ. Rồi Sang giới thiệu cây tiếp theo cho bà con Sang ơi. Số mấy gì? 10 phải không? 10. Đây cây cây tiếp theo nha bà con. Rồi cây số 10. Rồi Sang quay vòng đi Sang ơi. Cây này cũng có tàn bự lắm, nút rất là nhiều bà con. Đây quay vòng cho bà con hình dung đi. Đó. Đó. Chi cốt đều. Đây chi cành nha bà con ơi. Dạ. Rồi, ở bên dưới đây bộ đế đây bà con ơi. Đó cũng rất là đều cây ha. Đó. Rồi lấy thông số đi Sang ơi. Lấy thông số luôn cho bà con coi. Cây đợt này về chi cành rất đều đẹp.
19 luôn bà con ơi. 19 ha. Dạ. Ồ, số đẹp luôn bà con ơi. Số đẹp con bà con ơi. Rồi thả thước luôn. Đó, mình nghĩ chắc cái này cũng cỡ mét rưỡi mét sáu đó bà con ơi. Rồi cỡ mét sáu ha. Rồi. Rồi hao hao chiều ngang luôn. Rồi như sao ơi? Thước luôn đó bà con ha. Dạ. Rồi sang sang ngừng một chỗ đi, tạm mình ghi cái nút cho bà con coi nè. Nút đều nha bà con. Rồi bông cũng 10 cánh 12 cánh ha. Dạ. Đó, bông đều luôn bà con ơi. Đây xuống dưới cho bà con coi lại nè. Đây củ đế nè bà con. Củ đế rất đẹp luôn. Dạ. Rồi sang báo giá luôn sang ơi. Dạ, cây này có giá 2 triệu luôn bà con. 2 triệu luôn, dạ. Rất là tuyệt luôn bà con ơi. Ship 200 km luôn. Dạ, nó xa cả cho bà con chơi dịp Tết này. Dạ. Những cây mai vàng mini rất đẹp luôn. Đó, mình về mình chơi Tết luôn nha. Rất là đẹp luôn. Rồi sang giới thiệu cây tiếp theo cho bà con sang ơi. Dạ, cây số 11 bà con ơi. Đây, mai tàn đó. Luôn bà con ơi. Dạ. Tàn lớn nha, tàn nó hơi to. Bà con luôn. Cây bự luôn. Hơi to hơn cái cây mấy cây vừa rồi ha. Dạ. Đây chi cành nè bà con ơi. Nó cũng rất là đều ha. Nụ nhiều lắm bà con ơi. Đây chi cành đây bà con ơi. Về chơi Tết ok. Đây bên dưới cho bà con coi cái bộ đế đó nè. Rồi quay qua đi sang quay đi, quay từ từ một vòng cho bà con đó. Đó, bộ đế rất là gọn nha bà con. Dạ. Đứng mình chơi không dám bự đế ra nhiều bà con. Rồi ngừng một chỗ đi, ngừng chỗ đi cái mình ghi cái chi cành cái nút cho bà con coi nè nha bà con. Đó, đều nút đều tay hết trơn nha bà con. Khỏi lo về bông nha. Đó, đợt này sang tiễn những cái mấy cái cây này mình chơi Tết. Giá hữu nghị luôn, giao lưu với bà con dịp Tết nha. Rồi lấy cái thông số luôn sang ơi. Cho bà con hình dung cái cây nè. Điều... 21 luôn bà con ơi. Rồi 21 vị trí đó nha bà con. Rồi đo thêm cho bà con hình dung luôn, 1m6 á. Rồi chiều 6, cao 7 khoảng 1m6 ha, 1m6, 1m7 nha bà con. Rồi cái tàn luôn. Tiếp đo cái tàn dài quá. Rồi cái tàn luôn bà con. Chú bác ơi đây nhiêu ơi sang ơi. 105 bà con ơi. Rồi 105 luôn. Cái tàn này hơi lo to chút ha. Rồi ghi lại cho bà con xem chi cành bên trong nha. Chi tiết nè. Về mình chơi Tết. Rồi báo giá luôn sang ơi. Dạ có giá 2 triệu luôn bà. Rồi 2 triệu đều rồi, đồng giá luôn. Đồng giá luôn cho ship 200 km cho bà con luôn nha bà con ơi. Đón xuân luôn. Rất đẹp cây luôn. Rồi giới thiệu cây tiếp theo luôn sang ơi. Rồi cây tiếp theo cây số 12 luôn. Cây số 12 nha. Dạ, đây bà con chú bác xem. Đây là bự rồi. Rồi quay vòng đi sang ơi. Rồi. Đây chi cành chi tiết nó cho bà con ơi. Đây bên trong nè bà con ơi. Đều. Đây. Đây bộ đế cho bà con ơi. Đó, đế gắt đều bà con. Bộ đế rất đẹp luôn. Rồi, đó, quay nữa đi sang ơi, cho bà con xem một vòng tổng thể nè. Đó, bộ đế rất đẹp luôn nha. Đều cây luôn. Đây chi cành bên trên những cái nút đây cho bà con xem nè. Đó, nút thì bà rất là đều. Đều cành hết trơn nha bà con. Bông cũng 10 cánh 12 cánh cho bà con giao lưu nha. Đẹp lắm bà con ơi. Rồi lấy thông số luôn sang ơi. 18 bà con ơi. 18 vị trí này nha bà con chú bác. Rồi đo tiếp luôn. Rồi đo tiếp luôn. Chiều cao luôn. Rồi chiều cao nhiêu đó sao ơi? 1m7 luôn. 1m7 ha. Dạ. Rồi tàng ngang luôn. 1m1, gọi 1m1, 1m1, 1m2 á bà con ơi. Rồi 1m22. Rồi. Lộn rồi. Rồi quay vòng một vòng lại nè. Cho bà con hình dung cái đế nè, cho báo giá luôn sang ơi. Rồi, cái này có giá 2 triệu luôn bà con. 2 ơi. Triệu luôn ha. Số 12 nha bà con. Rồi, ship 200 km luôn bà con chú bác ơi. Đó thì cái đợt này sang về những cái cây mai tàn mini cho bà con giao lưu những cái cây rất là đẹp nha. Đó thì rất cảm ơn bà con đã ủng hộ sang trong cái clip vừa qua. Đó thì bây giờ sang chào bà con luôn sang ơi. Dạ, video này cũng có kết thúc rồi bà con ơi. Rồi. Cảm ơn bà con thương tình ủng hộ con. Rồi. Dạ. Rồi, rất cảm ơn sang giới thiệu ha. Dạ. Đó, thì thưa các bạn, vừa qua mình cũng có giới thiệu chỗ anh Sang Mỹ Đức đó, những cái cây mai tàn chơi Tết cho bà con giao lưu. Đó thì trong quá trình xem video, bà con ưng cây nào thì cứ liên lạc với Sang nha, mình để số điện thoại ở góc trái màn hình. Bà con cứ mạnh dạn liên lạc để hỏi thông tin. Đó, và nếu mà trong quá trình xem có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình. Và chia sẻ những cái gốc mai, những gốc bonsai đẹp cho bà con giao lưu dịp Tết ha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video clip sau nha.